chỉ một giây thôi các bạn chọn luôn. Còn nếu bạn nào mà đã không biết để khoanh vừa cho nó nhanh để mà sang phần tiếp theo đỡ tốn thời gian, không bao giờ đọc cả câu, từ chối không bao giờ đọc cả câu, các bạn chọn mới đây. Wow. Cùng chữa 100 câu từ vựng 3 level N3, N2, N1. 100 câu từ vựng đề thi thật. Mọi người ơi, thì có rất là nhiều bạn hỏi là đến bây giờ còn khoảng tầm 2 tháng nữa là đến ngày thi rồi. Thì trong 2 tháng cuối cùng trong 60 ngày này thì Sensei của Common hiện tại đang có một lớp ôn thi cuối cùng, đó là 50 ngày ăn ngủ chủ tủ với LPT. Mùng 9 tháng 5 thì Sensei của Common sẽ khai giảng một lớp cuối cùng cho các trình độ là N3, N2, N1, đó là lớp 50 ngày ăn ngủ các bạn. Lớp mình sẽ luyện đề ôn tủ để đi thi trong 50 ngày cuối cùng, và CC sẽ tặng một khóa bổ trợ cho các bạn nếu như mọi người thiếu một kỹ năng nào đấy. Thì vào đấy mọi người sẽ học Zoom với CC nhá. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu turn đầu tiên. Thì ngày hôm nay CC chia buổi live này thành 10 step nhá. Và các bạn chinh phục 10 step này tức là đủ 100 câu. Với mỗi một step chúng ta sẽ có 10 câu. Câu hỏi đầu tiên: Kyo no jikken wa oshimai desu. Đấy, các bạn sẽ chọn cho sensei từ đồng nghĩa thật là nhanh nhá. Rồi, oshimai chính là cách nói khác của owarimasu. Được chưa? Kết thúc nhá. Để nhớ nhá, owarimasu sẽ bằng oshimai. Ok chưa? Đây là câu trình độ N3. Tsuki nhá, câu số 2. Naisho ni shite là của N3. Đấy, đáp án sẽ là mấy đây? Hãy giữ bí mật, đúng không? Naisho ni suru là mình giữ bí mật và mình không nói cho người khác. Ok chưa? Vậy đáp án của câu này sẽ là hãy ichiban. Dare ni mo hanasanai. Được chưa? Rồi, câu này dễ nha mọi người, nhớ các bạn thi N3 nhớ học nha. Naisho ni suru thi rất nhiều lần rồi. Câu tiếp theo. Nào, câu này là câu cách sử dụng từ nha các bạn N3. Thì tip đối với dạng bài này khi đi thi là được ăn cả ngã về không, tức là nếu như em biết được cái point tụ của cái từ này thì ok, chắc chắn em làm được. Còn nếu như mà em bản thân là cái từ này nghĩa là gì em còn không biết ấy, thì sensei khẳng định là em sẽ không quanh được đâu. Nếu các bạn đã học thuộc tip của nó rồi á, học trong lớp tích hợp với sensei, học trong lớp 50 ngày với sensei mà các bạn đã biết tip được rồi thì chỉ một giây thôi các bạn chọn được luôn. Còn những bạn nào mà đã không biết thì quanh vừa cho nó nhanh để mà sang phần tiếp theo đỡ tốn thời gian. Vậy thì các bạn đối với tập bài này mọi người đi thi nhá, đầu tiên là mọi người nắm nghĩa sensei thì mình chỉ đọc cái phần từ gạch chân thôi. Mình chỉ đọc cái phần từ gạch chân này thôi và mình chỉ nhìn cái từ đứng đằng ngay trước, tức là chủ ngữ, chủ thể của nó là gì, hoặc là chúng ta nhìn ngay sau để nhìn dạng từ của nó là gì thôi, và chúng ta chốt đơn luôn, chứ chúng ta không định đặt hết là monokasha de wa hataraki ở cái gì đó, không đặt. Được chưa? Chúng ta không đọc cả câu, chúng ta không dịch ra, đấy là cách làm sai. Nhớ cho sensei nhá. Thì với câu này chúng ta có chữ cụ là đồ mà gì ạ, đã qua sử dụng rồi đúng không, đồ second hand đấy. Thì câu nào mà cứ chủ ngữ là đồ vật, các bạn nhìn cho sensei nhá, bốn câu này, câu nào chủ ngữ là đồ vật và nó mang cả ý nghĩa là đã sử dụng rồi á, hàng mà đã sử dụng rồi bắt lại, thì mình chốt đơn luôn, đáp án câu này là số mấy á. Ok, đáp án của mình là 3. Được chưa? Atarashi retoko đúng không? Vì nếu mà mình mua cái gì mọi người ơi, cái tủ lạnh mới thì sẽ rất là đắt, cho nên là tôi đã gì ạ? Mua lại, tôi nhận lại cái đồ second hand đúng không? Tủ lạnh đã qua sử dụng của senpai rồi và nó sử dụng rất là ok, là nó không có vấn đề gì cả. Môn đái, na cự, vẫn là trình độ N3. Ok, N3 chúng ta có từ kotowaru là từ chối đúng không? Thì cái từ chối này chúng ta không bao giờ đọc cả câu các bạn nhá, chỉ đọc cái danh từ đứng ngay đằng trước thôi các bạn nhá. Đây, danh từ đứng ngay đằng trước thôi thì các bạn sẽ đọc cả câu nếu mà các bạn học theo tip của sensei, và khi các bạn đi thi hai câu nó cùng sử dụng tip, thành ra là mình không biết là phải chọn câu nào, thì lúc đấy mình mới đi dịch ra mình xem là câu nào nghĩa của nó hợp lý hơn. Được chưa? Đấy, còn nếu mà chỉ có một tip thôi thì chúng ta không cần phải dịch nhá. Chúng ta chỉ xác nhận lại thôi. Vậy thì câu này đáp án sẽ là mấy đây mọi người ơi? Từ chối thì chỉ có một là nhờ vả, hoặc hai là mời rủ. Vậy đáp án của mình câu này sẽ là 4 đúng không mọi người? Nhớ nhá, từ chối thì sẽ đi một là đi với thì ạ, danh từ chỉ sự nhờ vả, hai là danh từ chỉ sự mời rủ. Cái điều này các bạn đừng bao giờ quên. Nào, N2 các bạn ơi, chúng ta có từ kêu là chữ phổ đi với chữ cập đúng không? Thì các bạn hay dịch là phổ cập. Nhưng những bạn nào mà đã học sensei rồi thì bản chất của từ kêu là việc sử dụng rộng rãi của một đồ vật nào đấy, nhớ chưa? Thì hoặc là tivi, tủ lạnh, điều hòa, ô tô, máy giặt, mạng internet, đấy là những cái danh từ mà luôn luôn đi với từ kêu. Ok đúng không? Vậy câu này đáp án của mình là 2, chốt đơn luôn. 2 đúng không? Gì đây?
khi mà cái ô tô nó đã được sử dụng rộng rãi rồi thì cái việc đi du lịch nó trở nên hấp bắt sự nghĩ nào được, nó trở nên là sôi động và nhộn nhịp hơn. Cho nên câu này nhá, câu tiếp theo rồi, chúng ta vẫn là một câu của trình độ N2 nhé các bạn. Và các bạn N2 ở đây chúng ta sẽ có từ xe chư nhắc cự. Xe chư nhắc cự thì có nghĩa là tiết kiệm, được chưa? Và mọi người học có xe là xe chư nhắc cự thì có thể đi được với cả tất cả các loại tiết kiệm. Đấy, vậy thì câu nào mà liên quan đến tiết kiệm tiền, tiết kiệm nước, tiết kiệm ga, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, đấy, tất cả những cái tiết kiệm đấy chúng ta sẽ dùng từ xe chư nhắc cự nhá. Tiết kiệm cái gì thì mình chỉ cần nhìn thôi. Tiết kiệm cái gì nha? Đấy, gió này. Rồi cái gì đây? Đó. Mọi người nhá, tiết kiệm cái gì đây? Đáp án của mình sẽ là ni bang. Rồi, gì? Vẫn là một câu N2 các bạn nhá. Chúng ta sẽ có từ này đọc là gì đây các bạn ơi? Di giúp cự. Rồi, từ này là di giúp cự, được chưa? Nào, di giúp cự nghĩa là gì? Cho sensei cái nghĩa của từ di giúp cự. Sự duy trì hiệu quả của thuốc thì mình gọi là di giúp cự, được không? Ví dụ như là thuốc giảm đau duy trì trong mấy tiếng đấy, thì câu nào cũng có cái đấy thì mình chốt đơn cho sensei. Các bạn là mấy năm? Đáp án của mình là ni bang. Được chưa? Honoku suri no kouka, ok chưa? Đó, hiệu quả của thuốc này sẽ duy trì liên tục trong 3 tiếng. Vậy mình chốt đơn luôn, đáp án là 2. Tsugi, rồi chào các bạn đến với câu số 8. Vẫn là của trình độ N2. Thì chúng ta sẽ có từ yugo, hiệu quả, rồi là hữu hiệu. Đấy, hiệu quả, hữu hiệu là các bạn chọn gì đó, sensei nào? Sử dụng cái gì đó một cách có hiệu quả. Mình cứ học bản chất là đi thi, kể cả người ta thay đề mình vẫn chọn được. Các bạn là Ichiban. Được chưa? 時間はもっと有効に使いましょう. Được chưa? Đáp án là chỉ bằng luôn. Sử dụng cái gì đó một cách có hiệu quả. Vậy đáp án là 1, bởi vì 1 đúng cấu trúc và đúng bản chất. Tiếp câu số 9 vẫn là một câu trình độ N2. Rồi mọi người, chúng ta có từ mức cự. Đáp án sẽ là chỉ bằng. Đúng chưa nào? Đấy, cái công việc này thì sẽ mươi tê đức. Mươi tê nữ tức là sao? Cái công việc, cái vị trí nào đó nó sẽ phù hợp với ai? Đấy là bản chất và nó luôn luôn đi với trận từ ní. Nên câu nào có ní thì mình mới chọn. 2 câu, 3 và 4 câu có ní mình cho nó cút luôn. Được chưa? Đấy, dùng với người chứ không dùng với chó nhá. Ok chưa? Onaji cái gì? Kuri kai sanai đồ ní, đúng không? Mình tránh là mình sau này mình chú ý là mình sẽ kuri kai sanai, mình sẽ không lặp lại cái gì mọi người? Ấy, không lặp lại cái lỗi sai mà nó giống nhau. Lần một mình đã sai rồi, là sao mình đừng có sai nữa. Ayamachi. Ayamachi là sai lầm đấy mọi người. Đừng lặp lại cái sai lầm một lần nữa, sai lầm tương tự giống nhau. Ayamachi là sự sai lầm. Hột tốc cự thì là gì ạ? Thành lập, thành lập đoàn chức đoàn thể, tổ chức đoàn thể, ok chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc hiệp đầu tiên, hiệp 1 của tối nay với 10 câu trải dài cả đủ 3 trình độ. Chào mừng các bạn đến với hiệp 2. Chúng ta sẽ sang 10 câu tiếp theo. Câu đầu tiên, ở đây chúng ta có từ Damate. Được chưa? Damate. Rồi, từ đồng nghĩa của nó sẽ là mấy nào mọi người ơi? Ichiban, chốt đơn luôn. Daremo hanasanai, không ai nói chuyện cả. Ok chưa nào? Tsugi, câu tiếp theo chúng ta có là gì đây ạ? Noro ga desu ne. Noro kara kara. Cổ họng phải gọi là cái gì đấy ạ? Mình có cái từ lấy là kara kara đấy các bạn. Khát khô, đúng không? Kha. Đúng không? Kha là mình khát khô cổ họng ra. Vậy khát khô thì đáp án sẽ là mấy đây? Hấy, đáp án sẽ là Ichiban. Kawaii ta, được chưa? Kawaku tức là mình khô đấy, mình khát khô đấy. Tsugi, chúng ta sang câu khó hơn đấy mọi người ơi. Chúng ta có từ vô siêu là gì đấy ạ? Tuyển dụng, đúng không? Mộ tập, mộ là chiêu mộ, tập là tập hợp. Vậy thì vô siêu nghĩa là gì đấy? Tuyển dụng. Cho đơn nó CC nào. Tuyển dụng thì chắc chắn là đi với trận từ ố. Thứ hai là tuyển dụng là người làm thêm cho cửa hàng này. Tuyển dụng nhân sự là tuyển dụng người làm thêm, đúng không? Thế tuyển dụng là tuyển dụng con người nhá. Được chưa? Mở rộng cho các bạn là từ bồ siêu thì đôi khi nó sẽ đi với ý kiến là ike no bồ siêu suru. Ike là gì ạ? Tức là ví dụ trong cuộc họp thì chủ tịch sẽ nói là tôi muốn gọi là mọi người đưa ra ý kiến đi, mọi người hãy đóng góp ý kiến đi, tôi sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người. Thì kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến, người ta cũng dùng từ bồ siêu này đi với từ ike no. Thế thì lưu ý cho sensei cái đấy, được chưa? Vậy câu này đáp án của mình sẽ là mấy á? Đáp án của sensei là Ichiban, được chưa? Cái siêu thị trước nhà ga thì người ta đang tuyển người làm thêm. Câu tiếp theo, Nagusameru. Sensei đã đọc hộ các bạn rồi nha. Nagusameru là gì ạ? An ủi,
động viên. Cái câu đấy nó phải có chuyện buồn, phải đau thương thì mình mới an ủi, chứ người ta mà vui sướng, người ta chiến thắng, người ta vô địch thì chẳng có gì mà an ủi cả. Phải là thất tình, thất nghiệp, đau khổ thì mới an ủi. Cái câu nào có cái yếu tố là một ai đó đang đau khổ, thất tình, đau khổ thì mình chọn luôn là cứ sao bên được cho xin xem. Đây, samba luôn, được chưa? Shigoto de shippai shite, đây, được chưa? Thất bại trong công việc và bạn tôi đã an ủi tôi, cho nên là tôi đã gọi là genki trở lại, cho nên đáp án của mình sẽ là samba. Câu tiếp, chúng ta có một câu của N2. Nào, atama ni kuru. Rồi bạn nào biết từ atama ni kuru nghĩa là gì cho sensei nghĩa nha. Atama ni kuru sẽ đi với trợ từ ní. Vậy thì câu nào có ní thì mình chọn. Bây giờ mình chỉ có hai cái ní này thì ní quá là nhấn mạnh của ní. Vậy các bạn nhìn xem câu 2 là câu 4. Đấy, và câu này sensei có nhìn thấy đây là chinsetsu là thân thiện, đúng không? À, câu này là cái gì đây ạ? À đúng không? Cho nên là thân thiện thì sẽ không phải tức giận được, người ta thân thiện mà. Cho nên câu này sẽ là han. Được chưa? À, tôi rất là điên, tôi rất là cáu giận, tôi là máu dồn lên não với cái thái độ của cô ấy tối ngày hôm qua. Chúng ta có từ này là gì đây mọi người ơi? Sao hô, phép tắc đúng không? Giống như là mana, phép tắc. Vậy thì phép tắc quy củ đâu mọi người ơi? Câu nào mà lại liên quan đến phép tắc quy củ? Ok mọi người nhìn nhá. Camera, rồi bánh, rồi thì đây trường học, câu nào liên quan đến phép tắc quy củ nào? Phép tắc quy củ, lễ nghi đúng không? Cho nên các bạn câu này sẽ là đúng luôn, được chưa? Đấy, ông tôi thì rất là PBC, nghiêm khắc về cái quả là lễ nghi và cách cư xử, cách ứng xử. Rồi tiếp theo, ikinari vẫn là một câu của N2. Chúng ta có ikinari, đột nhiên, đúng không nào? Bất ngờ, giống như là kiu ní rồi là tột chưa đen ấy. Thì ikinari là từ đồng nghĩa của tột chưa đen và kiu ní. Đột nhiên xảy ra một cái gì đấy. Ikinari sẽ đi vào những câu động từ diễn ra trong khoảnh khắc. Câu nào mà có động từ diễn ra trong khoảnh khắc cho đơn hai, được không mọi người? Rồi câu tiếp theo chúng ta có từ kiyoyo, nó là từ đồng nghĩa của mô sư là sắp sửa, nhưng thằng mô sư nó là gì mọi người? Nó là sắp sửa mà miêu tả khách quan, ví dụ sắp sửa đến nghỉ lễ, sắp sửa đến Giáng sinh, miêu tả khách quan. Còn kiyoyo là sắp sửa mang tính chủ quan. Trong cái kiyoyo nó sẽ có háo hức chờ đợi, mong chờ của người nói. Thế câu nào mà có yếu tố là gì ạ? Tôi đã rất mong chờ cái đấy xảy ra, tức là cái đấy mình đã mong chờ, mình mong đợi, mình có cảm xúc của người nói ở trong đó. Vậy cái này câu này đáp án sẽ là đi vào, được chưa mọi người? Đấy, cái cuối cùng cái trận chung kết cái show xem mà tôi gọi là chờ dài, cái cổ tôi mong chờ từng ngày nó đã bắt đầu rồi, cho nên câu này chỉ có thể chọn là hai thôi. Thứ gì? Chúng ta sẽ có quà ra tộ cố tình, quà ra tộ là cố tình đúng không? Đáp án của mình là gì đây? À, cố tình lại đến thăm tôi lại ốm á, thăm ốm á. Đây là gì đây ạ? À, ngoại hình rất là hên đúng không? Cố tình cười, cố tình là không bao giờ đi với tê chi mắt tà. Các bạn nhớ xem tê quà ra tộ không đi với tê chi mắt tà. Cho nên đáp án sẽ là yêu ba, bốn chuẩn luôn. Cô ấy cố tình này, cứ hiểu sai, cố tình giả vờ như không biết. Câu cuối cùng của hiệp 2 là các bạn N1 ơi, đây cái cuộc thi nhảy này đã sự no concept tội. Cuộc thi nhảy này nó được chia làm, đấy các bạn nhìn không, được chia làm 3 hạng mục. Đúng rồi, đáp án của mình là bưu mông. Bưu mông sẽ là hạng mục trong cuộc thi. Chúng ta vừa kết thúc 20 câu đầu tiên. Chào mừng các bạn đến với hiệp 3. Chúng ta sẽ có câu này là parabara. Gia đình sống parabara, đúng không? Mỗi người một nơi, không có sống chung với nhau. Thì đáp án của mình sẽ là betsu betsu ni desu ne. Ok, cho đơn. Câu tiếp theo, à, sakusoku. Mọi người ơi, sakusoku là đồng nghĩa của gì cho sensei nào? Các bạn ơi, sakusoku là đồng nghĩa của, à đúng rồi, sư cự lý. Rồi ngay lập tức, đúng không? Sạc sốc cự sẽ là sư cự lý ngay lập tức. Rồi tiếp chúng ta có gì đây? Đề ta ra mê. Hoặc là các bạn thử nhìn xem. Đề ta ra mê, vớ vẩn lưng tinh. Câu 2-3 đáp án là gì ạ? Đây rồi, đi vào. Cô ta e ga yoku wa karana cử nặng. Tôi không hiểu rõ câu trả lời nên tôi đã trả lời bừa. Đề ta ra mê ni cô ta e ta. Thứ kuyashi. Mọi người ơi, kuyashi là gì đây cho sensei nào? Câu này chúng ta có kuyashi. À, kuyashi là gì mọi người ơi? Cay cú. Câu nào là cay cú đây? Cay cú và đáng tiếc, nuối tiếc mà. Tôi đã luyện tập rất nhiều lần, nang độ mố thế mà không ra cái gì hết. Tôi rất là bực mình, rất là cay cú. Kuyashi. Thì chúng ta có boroboro là một câu của N2. Boroboro thì là gì đây các bạn cho sensei nào? À, ví dụ như khi mà mình tỏ tình với ai đấy mà người ta từ chối mình là trái tim của chúng ta là vỡ vụn ra, chúng ta cũng dùng là boroboro, là boroboro ni nachatta. Nó chính là trái tim vỡ vụn này. Và nói chung là nó sẽ đi với đồ vật
mà mình làm sao đây, mình dùng để nó nát rồi, mình dùng để nó tã rồi. Bố luôn, bố rô bu rô ni na rự ma đệ nó. Tôi đi một cái đôi giày mà tôi phải đi để nó nát ra thì tôi mới mua đôi mới. Hột tộ nào, cho tôi thấy hột tộ nào. Hột tộ là cái gì các bạn ơi? Thở phào nhẹ nhõm. Rồi khi nào chúng ta thở phào nhẹ nhõm các bạn? Khi nào? À, khi mà kỳ thi kết thúc thì chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Rồi, thứ gì? Sa hô này, lại một câu sa hô nữa là các bạn nhìn nhanh cho thế các bạn thằng ấy. Đấy, ok, bốn luôn. Được chưa? Đấy, câu này thế chữa rồi. Tiếp, chúng ta có là chì ra ca rự. Chúng ta có chì ra ca rự. Chì ra ca rự nghĩa là gì các bạn ơi? Luôn đi với phòng ốc hoặc nhà cửa. Có nghĩa là mình bày bừa ra. Cứ phòng ốc nhà cửa bừa bộn cho đời. Thằng này chắc chắn bị với gá các bạn. Nó là tự động từ. Tự động từ phải đi với gá rồi. Bốn luôn. Đấy. Hey ya ga, chi ra ta te ta mo ve. Ok. Tôi đã bắt bọn trẻ con phải dọn dẹp đi. Chúng lúc là người bay vừa ra. Chúng ta có câu tiếp theo. Chúng ta có sikso nghĩa là gì mọi người? Sikso là gì? Nó chính là simpuru, nó chính là jimi, giản dị, đúng không? Và sikso đi thi dưới dạng là một tính từ đuôi na. Cho nên câu này sẽ là chị Băng. Được chưa? Tôi không muốn gọi là ngu đà, tôi không muốn dùng những cái khoản phí tiêu hoang nên là tôi đã rất lòng mình đấy, của cô lô cà phê tôi đã rất lòng mình là mình phải sao đây, mình phải sống một cuộc sống mà nó chỉnh chu thôi, sống giản dị thôi, được chưa? Rồi, thứ gì? Câu cuối cùng. Ok, mọi người sẽ thấy câu cuối cùng trong hiệp 3 của tối ngày hôm nay là một câu N1. Chúng ta sẽ luôn kết thúc một hiệp bằng N1 các bạn. Đấy, kết thúc một việc bằng N1 để lấy động lực lên học lên N1. Cái con dao của tôi, con dao này thì mình rất là dễ sử dụng. Từ ca nhà tươi, bởi vì sao? Bởi vì nó nazinde, nazimu với cái tay của mình. Nhưng mà fit tộ ste, fit đi mọi người, vừa vặn, fit. Cắt tộ thì là cái từ cắt rồi, cắt, mọi người biết cắt và copy rồi paste không? Đấy, cắt tộ nhá. Thì đây, touch thì là màn ứng á. Touch là gì á? Mọi người chạm á, chỉ một cú chạm mà giải quyết tất cả. Chạm màn hình cảm ứng á, chạm là touch. Được chưa? Rồi, set tộ thì là bán theo set, theo combo. Rồi câu này là fit, đáp án là 4 nha các bạn. Nó rất là gì ạ? Nó vừa vặn với cái tay của mình. Đấy, nó là gì ạ? Là di vựng mà đi với, nhớ là đi với đồ ăn, nó có nghĩa là gọi là hòa quyện nó có đấy. Được chưa? Đấy, cái câu này sẽ bổ nhá. Rồi, chúng ta kết thúc hiệp 3.